Chào quý bà con đang xem kênh là TK Bonsai. Hôm nay kênh lại trở lại nhà vườn của anh Ẩn, địa chỉ ở xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Gửi đến kênh một số hoa kiển. Đây, gồm có khế gân nè quý bà con. Rồi ha, linh sam, bông giấy, nhiều loại ha. Rồi, chào anh Ẩn ơi. Rồi, chào kênh là TK, chào tất cả bà con gần xa. Mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả bà con đã ủng hộ mình trong những clip vừa qua. Thì hôm nay mình có đem về một số cây cảnh để giao lưu cùng với bà con. Ở đây là cũng có nhiều chủng loại bà con, có 19 mã. Thì bà con cũng theo dõi để ủng hộ mình để những clip sau nữa mình có những cái cây đẹp hơn, ha, giá hợp lý cho bà con. Mình xin giới thiệu, mình tên là Phạm Ngọc Ẩn, ở ấp Nhất, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại của mình là 0917231734, đó cũng là số Zalo của mình luôn hết bà con. Những cái cây nào mà chưa gõ thì bà con cứ kết bạn Zalo, mình sẽ gửi hình qua Zalo cho bà con ha. Rồi. Rồi cây thì có một số cây thì mình ship toàn quốc, còn có những cái cây mà nó hơi khó, hơi nặng thì mình ship chỉ 200 km thôi bà con. Rồi mình đi vào cây thứ nhất nha bà con. Cây thứ nhất là cây này là cây đầu tiên nha bà con. Nãy quên hai trái đầu tiên. Mã số 1. Rồi mã số Cây 1 đầu này là tiên. cây đầu tiên nha bà con. Cây này cũng mình cũng trồng ở trong cái chậu, nó lên được cái tượng này lên là vậy là nó gần cả năm rồi đó nghe bà con, nó cũng kéo thẹo hết trơn rồi. Rồi. Mình đo chiều cao này nha bà con ơi, chiều cao này của nó là 55 Cao 55. và đi dí này của nó là 35 nha bà con. Rồi. Rồi cây này nó kéo trên cái đầu này nó kéo thẹo hết trơn rồi nghe bà con ơi, mau lắm bà con, về trồng năm nữa là nó có trái rồi ha. Rồi cây mã số 1, giao lưu với bà con là 900 ngàn, cây mình bao ship toàn quốc nha bà con. Rồi, mã số 1 đầu tiên nha quý bà con. Rồi, mã số 2. Rồi, tiếp theo mã số 2 là cây mai chú thủy da xanh nha bà con. Cây da xanh lá lớn nha bà con ơi. Cây này cũng trồng ở trong cái chậu mình nhổ ra nha bà con, chứ không phải cây này mới bứng nha bà con. Rồi, báo thông Rồi, tin đi. mình đo chiều cao đó nha bà con. Chiều cao mình đo thân chính là 85. Rồi hoành ở vị trí này của nó là 42 nha bà con. Cây này là cái này không phải là cái thẹo nữa mà bà con, hai cái tại vì nó mốt ở giữa. Rồi sang dòng luôn anh. Rồi cây mai chiếu thủy da xanh lá lớn, cây này mình giao lưu với bà con là 1.400.000, cây này mình bao ship toàn quốc nha bà con. Rồi đổi cây luôn. Tiếp tục mã số 3 là cây tứ quý nè bà con. Rồi, mai tứ quý. Mai tứ quý lùng lực bà con ơi, có củ bự lắm ạ. Nó nhỏ mà nó có vỏ. Rồi mình đo chiều cao nó xuống tới dưới này là 30 32. Rồi hoành mình đo vị trí này của nó là 23. Rồi sẵn đây mình đo củ luôn cho bà con coi ha. Củ nó cũng bự rồi bà con ơi. Củ nó tới 48 lận. Rồi. Rồi cây mai tứ quý mã số 3 giao lưu với bà con là 900 ngàn. Cây này mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con. Mã số 4 cũng là cây tứ quý nha bà con. Một cốt bà con ơi. Cây này nó cũng có một hai mục nó lâm chồi rồi nha bà con. Có Rồi. chân cành đồ này cũng cũng tương đối với cây bà con ơi. Rồi mình đo chiều cao luôn. Chiều cao từ đỉnh xuống tới cổ rễ là 129 nha bà con. 129. Rồi mình đo hoành luôn. Rồi hoành mình đo ở vị trí này là 38 nha bà con. Coi đế coi nè bà con, xem đế nó ha. Đế của nó là cũng lực không à bà con ơi. Rồi cây tứ quý mã số 4 giao lưu với bà con là 3.200.000. Cây này mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con. Rồi mình đổi cái luôn. Rồi, mã số 5.
Tiếp theo mã số 5 là cây trang đỏ nhung lá bóng nha bà con. Cây này là lá chung nha bà con ơi. Dáng bay. Cây này thường chậu 2 năm rồi nha bà con. Cây này nó nằm ở trong chậu không? Rồi, mình đã thông số đây nha bà con. Coi xem là cái bông của nó nè, nó có nụ bông nè. Đây. Rồi. Rồi mình đo chiều cao của này luôn ha bà con. Chiều cao của nó là 52. Tán ngang của nó là cũng 52. Chiều bay của nó là tới gốc luôn nha bà con. Là 85. Rồi ở đây mình đo hoành luôn nha bà con ơi. Hơi khó đo dưới này. Còn ngược nữa. Khó rồi mà cũng còn. Hơi dướng xíu. Rồi chỗ này nó 18. Rồi. Mà tính 17 thôi nha bà con. Khó quá. Rồi cái này giao luôn nha anh. Rồi cái cây số 5. Số 5. Cây đỏ nhung lá bóng mình giao lưu với bà con là 1.300.000. Cây này mình cũng bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Rồi xuống nha. Tiếp theo mã số 4. Mã số 6. Ý mà mã số 6 nè bà con. Số 6 là cây pháp vàng nha bà con. Cây này nó là ở dưới nó chung một củ mà nó lên 5 thân nha bà con ơi. Một cốt nha anh. Dạ. Chung một củ ở dưới. Cây này không có xé ra được nha bà con, dính à. Rồi mình đo cái dưới này sẵn mình ngồi dưới này mình đo tổng cái cụm dưới này nha bà con ơi. Nó là 37. Dạ. Mình đo thân đại diện luôn. Thân đại diện nó thì nhỏ nha bà con. Đại diện ở đây nó là 9.5. Dạ. Mình đo chiều cao. Chiều cao là 99. Bông. Có bông nó tàn. Rồi. Đây nó có mấy cái nụ nó búp nụ đây. Bông trên này còn bông trên này nó còn vàng cho. Rồi cây pháp vàng. Mã số 6 giao lưu với bà con là 1.000.000 đồng. Cây này cũng bao ship toàn quốc nha bà con. Rồi 1.000.000 đổi cây 1 luôn. Triệu rồi xuống đi. Rồi tiếp theo mã số 7 là cây Mỹ Hồng nha bà con. Cây Mỹ Hồng này tàn nó lớn chút bà con ơi. Mỹ Hồng thì nhiều nhưng mà cái dáng này nó hơi hiếm một chút nha bà con. Cái này là hai cây chứ không phải một cây nha bà con. Okay. Đây hai cây mà nó đu hai cái đít lại đây. Đích. Ngộ lắm, quảnh mặt làm ngơ rồi bà con ơi. Yeah. Rồi mình đo chiều cao. Chiều cao nó hết thước rồi bà con ơi. Chiều ngang mình cũng tính hết thước rồi nha bà con. Rồi tán cân mét rưỡi ha. Mét rưỡi. Rồi mình đo một thân của cây lớn nha bà con. Cây này cây lớn. Mình đo coi nó được nhiêu. Được 20 bà con ơi. Rồi. Còn cây nhỏ hơn đo luôn. Nhỏ đây được 17 rồi bà con ơi. Rồi 17. Rồi cái bụi Mỹ Hồng này mình giao lưu với bà con là 3.200.000. Cây này mình cũng mình bao ship toàn quốc được nha bà con. Mình bó bầu lại. Cái hai thân mà dáng nằm cũng quá nha. Nắm 2 giây với anh. Rồi để đại đi anh, xích vô kiếm anh không. Đánh vô đại, ừ đánh đại vô đi. Rồi tiếp theo mã số 8. Là cây này là cây hoa giấy. Hoa giấy này cây này sát pháo nha bà con. Cây này đỏ đậm nha bà con. Rồi giấy sát pháo nha quý cô chú anh chị. Mà đỏ đậm ha. Đỏ đậm nha, mình thấy bông nó rồi nha bà con. Rồi, rồi mình đo hoành của nó. Hoành vị trí này của nó là 23 nha bà con. Rồi mình đo nhé, chiều cao của nó nha bà con. Chiều cao của nó là 79. Nó có cái củ chỗ này nó dài đẹp lắm nha bà con.
cây chỗ này nó có cái lỗ chỗ này đây, nó bọng từ hồi nhỏ lên nha bà con, không sao hết, không không mục nha bà con. Rồi cây bông giấy mã số 8 giao lưu với bà con là 1.000.000 đồng. Cây này mình cũng ship toàn quốc nha bà con. Rồi xuống quá đại đâu anh kia đi thôi. Rồi tiếp theo mã số 9 là bông giấy Mỹ nha bà con. Nó nhỏ nhưng mà nó cuộn cái dòng lớn lắm bà con ơi. Cái này trồng, cái này đó ta trồng ở trong cái bầu mủ bà con. Nó có cái quai sách chỗ này đẹp lắm nha bà con. Cái đế cũng lạ ha. Rồi. Nó lạ. Rồi mình đo hoành dí này luôn. Hoành này nó được 26 nha bà con. Rồi thử cái cũ luôn đi. Chiều cao. Chiều cao nó được 77. Mình đo cái cũ như này nha bà con. Cái cũ này được 75 nha bà con. Rồi cây bông giấy Mỹ mã số 9 giao lưu với bà con là 2.200.000. Cây mình bao ship cũng toàn quốc nha bà con. Rồi mã số 9 2.200.000 bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Dục qua mình ơi cho cháu. Rồi tiếp theo mã số 10 cũng là bông giấy Mỹ nha bà con. Cây kia thì vũ rễ, còn cây này thì còn bầu đất nha bà con. Bầu đất mà ít. Rồi báo thông số luôn anh. Chiều cao của cây này của nó là 95 nha bà con. Rồi. Rồi mình đo hoành của nó, mình đo vị trí này nha bà con. Vị trí này của nó là 42 nha bà con. Rồi, mình trên cái cổ này mình đeo tuốt ở trên cổ trên này nữa đi. Rồi, cái cổ trên này của nó là 32. Rồi xuống cũ nó luôn. Cái cũ nó là 58. Rồi. Rồi cây bông giấy Mỹ mã số 10 giao lưu với bà con là 2.600.000. Chỗ này là nó có cái da chỗ này chứ nó không có thứ vô trong nha bà con. Bà con nào về cũng chơi một cốt thì cắt ngang đây bỏ. Rồi mã số 10 2.600.000. Rồi xuống đi thôi. Tiếp theo mã số 11 cũng là con giấy Mỹ nha bà con. Cây này đó cũng người ta cũng trồng ở trong cái lu này, mà lu bể nè. Cái cọng rễ này lú ra ngoài, lú ra ngoài cái miệng lu. Rồi, mình đo thông số nha bà con. Chiều cao cây này là 115. Rồi mình đo hoành luôn. Hoành vị trí này của nó là 47 nha bà con, mình đo vị trí này nha bà con. Rồi xuống cũ của nó dưới này. Nguyên cũ nó cũng hơi lớn nha bà con. Cái cũ nó tới 70 mấy lần nha bà con. Rồi, cũ đặt 70 mấy nè. Rồi. Cây bông giấy Mỹ mã số 11 giao lưu với bà con là 4.800.000. Cây này bao ship toàn quốc nha bà con. Cái này mình để bông cái này cho bà con xem thôi ha, lên tược vậy bắt đầu lên bông rồi nha bà con. Bà rồi. Con nào có chốt mình cắt cái này bỏ, mấy cái này bỏ nha bà con. Rồi cắt giật xuống ha. Cắt giật xuống rồi. Rồi đổi luôn. Cho cái bàn xích ra đây nè. Xích vào đâu? Xích ra đây. Rồi. Đây đi. Rồi ok. Tiếp theo mã số 12. Cây này là dạng hoa lầu nha bà con. Bông tím. Cây này thì thân nó bể rồi tùm lum hết trơn nha bà con ơi. Nó đang ra bông rất là đẹp nha bà con. Rồi, bông nhiều ha. Rồi. Cây có dáng bay. Bông giấy cũng sợ nó lắm rồi. Rồi tổng có tàn bay. Sợ nó dài không chứ. Là 95 nha bà con. Rồi mình đo chiều cao của nó. Chiều cao của nó mình đo tới vị trí này của nó là 90. Rồi mình đo hoành. Rồi hoành vị trí này của nó là 28 nha bà con.
Rồi mình quay những cái chỗ này cho nó lỗi nè bà con ha. Đây là cái lỗ này là bọng, này là bọng sành nha bà con. Nó ăn mấy cái rễ như thế này nè. Đây bên đây nó cũng có dập da bên đây nè, đi đường da này. Nhưng mà cái rễ này bà con thấy không, nó sành ở đây nè phải không? Nhưng mà nó có lên từ vẫn sống bình thường. Rồi. Rồi cây dạng hoa lầu mã số 10 12 giao lưu với bà con là 1.600.000. Cây này mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con. Rồi đổi luôn. Tiếp mã số 13 là cây sông Hinh nha bà con. Số 13 sam sông Hinh. Cây sam sông Hinh lá gí nha bà con ơi, loại này là ít gai nha bà con. Cây này mình tính vô dây mà thôi để về bà con vô dây lại đi, chứ để mình vô dây cái ship đi nó hơi khó nha bà con. Rồi, đó, số này. Nó đang cho bông. Rồi bên dưới này sáng mình ngồi dưới này mình đâu hoành luôn nha bà con. Rồi tổng hoành của nó là 42 nha bà con. Rồi mình đo thân đại diện của thân này luôn. 22 bà con ơi. Rồi chiều cao của nó là 39. Tán ngang của nó là 55 nha bà con. Cây sam sông Hinh mã số 13 giao lưu với bà con là 1.200.000. Cây mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con. Bỏ cho cũ đi. Lên cây cao. Thân nha. Rồi mã số 14 là cây sam lá chung nha bà con. Cây cao quá không. Cây này cao lắm rồi bà con ơi. Cây này nó nằm ở trên mô nha bà con. Rồi báo thông số luôn anh này. Rồi chiều cao cái này mình tính 2m5 nha bà con. 2m5. Rồi chiều ngang nó khoảng 1m2. 8m2. Rồi mình đo hoành. Hoành ở vị trí này của nó là 38 nha bà con. Mình đo vị trí này nha bà con. Rồi để người quay hết này cho bà con coi ha. Mình đo vị trí này là nó là 38 nha bà con. Đế đều quá chân ha bà con. Rồi rồi cây sam lá chung mã số 14. Cây này mình giao lưu với bà con là 5.200.000 nha bà con. Cây này mình chỉ là có 200 km thôi nha bà con. Rồi. Không đi xa được bà con ơi. Giao lưu 5.200.000. 5.200.000 bao ship 200 km. Rồi. Biết cái này phải không? Rồi. 18. 15. 15. Rồi để lại đây không sao. Rồi mã số 15. Rồi mã số 15 là cây cần thăn nha bà con. Cái này là kêu bằng nguyên cục luôn rồi đó nghe bà con. Để mình lên cho nó đều đều lên đây cho bà con coi nó dễ chút rồi. Đứng cậy. Rồi con thấy dáng vậy cũng được rồi đó. Cây này mình nuôi cũng lâu lâu rồi nghe bà con. Rồi chiều cao hiện tại của nó xuống tới mặt bầu dưới này là 49 nha bà con. Rồi. Rồi bắt đầu mình đo trên, mình đo dài xuống nha bà con. Rồi cổ chỗ này nó là 27 nha bà con. Rồi hoành thân của nó. Hoành thân của nó là 47. Xuống cũ. Cũ là 60. Rồi cũ 60. Đế đều hết trơn nha bà con, cũ nở hết trơn ha. Quay một vòng cho bà con coi. Nguyên cục liền khối luôn. Này nó cũng đang kéo thẹo nha bà con ơi. Một chỗ này nó đang kéo thẹo đó. Rồi cây cần thăn mã số 15 giao lưu với bà con là 3.200.000. Cây này mình bó bầu chứ không có ship chậu nha bà con. Cây này ship toàn quốc nha bà con. Rồi bao ship toàn quốc. Mã số 16.
Mã số 16 là cây khế gân nha bà con. Cây khế nó thuần chậu luôn bà con ơi. Một cốt mà nó tàn đa nha bà con. Mình quay vòng cho bà con coi ha. Rồi, 36 đây anh. Vô đây lọt vô mới được. Rồi ở vị trí này của nó và thông số của nó là 43 nha bà con. Ngoài này nó còn nữa bà con ơi. Rồi. Rồi qua đây cho anh chỉ. Ở chỗ này mình đo trong này nha bà con. Ở ngoài này nó có rễ nha bà con. Ở đây nó rễ cắm xuống ở đây nữa ra tới hồi này luôn nha bà con. Ở đây cái nhánh nó xuống đây cái nó đâm rễ ở đây tức là mẹ bồng con. Rồi mình đo chiều cao. Chiều cao này của nó là 59 nha bà con. Rồi, cao 59. Tán ngang. Tán ngang này nó rộng rồi con ơi. Tán ngang mà tính là 90 nha bà con. Còn lại một dòng của cái đế cây nha quý cô chú anh chị. À, chỗ này là nó có rễ ha, đâm xuống đất ha. Đâm xuống đất luôn, cây đó như là cái cây con luôn rồi đó. Rất là đẹp nha bà con. Rồi, nguyên một cụm tàn đa ha. Rồi, báo giá. Rồi, cây khế gân mã số 16. Xin Zalo với bà con là 3.500.000. Cây này mình ship 200 km rồi bà con, còn xa hơn mình thương lượng nha bà con. Rồi, bao ship 200 mà xa hơn thì thương lượng với anh ẵng ha quý cô chú anh chị. Rồi, mã số 10 17 nha bà con. Cũng là khế gân đó nha bà con. Nguyên cục nha bà con. Cây này mình cũng rút chậu ra nha bà con. Cái này là mình mua của người ta, cái chậu này cái chậu cổ thì người ta không có bán cái chậu. Còn cây kia thì mình lấy chậu được. Rồi báo thông số này. Rồi mình đo cái này là mình đo cả hai thân luôn nha bà con. Xúc ở đây. Rồi mình đo vị trí này của nó là 61 nha bà con. Cái này mình chỉ đo hạo thôi nha bà con. Rồi mình đo một thân của nó. Rồi thân lớn ha. Thân lớn. Thân lớn ở chỗ này mình đo vị trí này là 47 nha bà con. Rồi. Chiều cao. Chiều cao mình đo tới đỉnh chỗ này nha bà con ơi là 49. Cây này có dáng rất là đẹp nha bà con. Uống lượng ở đây. Rồi xây vòng nha. Rồi, cây mã số 17 Zalo với bà con là 5.500.000 nha bà con. Cây này mình bao ship toàn quốc nha bà con. Rồi đổi cây. Bỏ luôn đi. Bỏ đó. Bỏ đó. Bỏ. Đây tiếp theo mã số 18. Tiếp theo mã số 18 là khế chua nha bà con. Cây khế này là chặt đầu chặt ngang. Để mình nuôi lại nha bà con. Mình đem về đây mình giao lưu với bà con. Chặt ngang ấy cây bonsai lại ha. À tức là mình nuôi lại cây bonsai nha bà con. Đây chi cái này lên là mình nuôi cái này cũng được cũng mấy tháng rồi nha bà con ơi. Đế là cũng tương đối đều lắm rồi bà con. Rồi anh đo thông số đi anh. Rồi. Mình đo chiều cao của nó là 66. Cao 66. Rồi mình đo hoành nha bà con. Rồi hoành mình đo vị trí này đi bà con. Nó có cắn gì. Rồi hoành ở đây là của nó là 75 nha bà con. Rồi hoành 75. Rồi xuống tới dưới này. Đó, hoành đế dưới này luôn bà con ơi. Đế dưới này rồi hoành đế của nó đặt cái dưới này đó, nó khoảng cái thước 6 rồi bà con ơi. Đây đi vòng ha cho quý cô chú anh chị xem ha. Cây đóng đế cũng đều nha quý cô chú anh chị. Chỗ này nó có chạy chút xíu nè bà con. Tại vì mình vận chuyển về nó bị chạy. Rồi báo giá luôn anh ơi. Rồi cây khế chua mã số 18 giao lưu với bà con là 5.500.000. Cây này mình bao ship toàn quốc được nha bà con. Rồi, cây này nó lùng nhưng nó nặng thì mình đóng đi được. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo còn cây khế chua cuối cùng nha bà con. Rồi. Cho em lên xe sẵn đây.
Đây. Lo vô luôn ha. Đấy, gạch kê lên thôi. Đây nữa. Kê nữa. Kê kê bên kia cho nó cao lên xíu. Ngoài để nhắc cái cây này xích tới chứ không cho nó chạy cho nó gớt xuống. Chút nữa. Nặng. Chút nữa, chút nữa. Thông cảm ha. Rồi. Rồi, tiếp theo mã số 19 nha quý cô chú anh chị. Rồi, mã số 19 nha bà con. Cũng là cái khế chua. Khế chua này, cây này mình nuôi cũng được 2 năm rồi nha bà con. Cái chân cái cành chi số 1 này nó cũng lớn rồi nha bà con. À, anh để cái tay vô cho đây. Bóp con giáp ha. Rồi. Rồi có chi 1, chi 2, chi phong hay sao nghe bà con. Rồi anh báo thông số để các em đi vòng cho quý cô chú anh chị xem ha. Rồi, mình đo đây mình báo luôn. Chiều cao mình đo tới đây tới mặt chính chỗ này nghe bà con là 105. Rồi. Ngang. Chiều ngang của nó là 95 nghe bà con. Ngang 95. Rồi hoành mình đo vị trí này nghe bà con. Là 70. Rồi hoành 70. Cục nguyên cục đế nữa đấy, nguyên cục đế nạt nha bà con. Mình khỏi đo nha bà con ơi. Rồi để đi vòng cho quý bà con xem chi cành đồ. Cái này nó đang kéo thẹo lên nha bà con ơi. Đang kéo tốt. Đây mặt sau của cây ha. Rồi đây là mặt mặt tiền nè nha bà con. Cái này là mình chỉ còn cái này là mình mới vừa vô dây mới có chừng tháng nay là chi số 4 nè bà con. Vậy định hình ha. Định hình nó sẵn mình cái chi số 1 mình đo luôn cho bà con. Rồi, coi. Thử chi số 1 đây. Rồi, chi số 1 là được 22 nha bà con. Rồi. Rồi, mình đo luôn chi số 2 luôn. Rồi, chi số 2 của nó được 17. Mình báo luôn khỏi cái nha bà con. Rồi, chi phong của nó được 18 nha bà con. Rồi, cốt cành lớn hết rồi. Cốt rồi. Cành lớn. Coi hoành đế ha quý cô chú anh chị. Đế này nguyên cục đế đặt luôn đó bà con ơi. Rồi giao lưu giá nhiêu nặng rồi. Rồi cây mà khế chua mã số 19 giao lưu với bà con là 7.500.000. Cây mình bao ship 200 km thôi nha bà con. Khi nếu mà ship mình có ship, nếu mà ship đi bưu cục thì mình xin rút cái mấy cái chân cành này lại chút xíu nha bà con. Rồi. Còn nếu mà mình đi xe tải được thì mình để nguyên cho bà con. Thì nếu mà cái chi tiết nào mà bà con không rõ thì bà con kết bạn Zalo số 0917231734 nha bà con. Thì ở đây cũng là cái cây cuối cùng ở trong cái clip ngày hôm nay. Thì cũng xin chân thành cảm ơn tất cả bà con. Mong bà con sẽ ủng hộ mình để mình có động lực mình làm tiếp những cái clip sau. Có những cây tốt hơn, đẹp hơn và phù hợp giá hơn cho bà con nữa. Xin kính chào chương trình, kính chào bà con. Chúc bà con được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài ha. Rồi, xin kính chào chương trình. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem kênh LTK Bonsai. Quý cô chú anh chị liên hệ anh ẵng để báo chi tiết từng cây ha. Rồi, tạm biệt quý cô chú anh chị.